Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark One và lại là mình đây. Ngày vừa qua thì Apple đã chính thức cho ra mắt sự kiện mới mang tên là Peak Performance, tức là một cái hiệu năng rất là mới. Và Apple đã giới thiệu hàng loạt các cái sản phẩm mới từ là iPhone, iPad cho đến là những cái chiếc Mac mới cực kỳ là mạnh mẽ. Và hôm nay thì mình sẽ tổng hợp cho các bạn một số cái sản phẩm mà được ra mắt trong sự kiện vừa rồi nhé. Ok, bắt đầu thôi. Mark One số 1 về Mac. Đầu tiên là một số cái nền tảng online trên Apple TV và Friday Night Baseball. Và Apple đã mở màn sự kiện Peak Performance của mình bằng việc thông báo về một vài chương trình nổi bật được hãng độc quyền trên nền tảng streaming trực tuyến của mình. Và cái phần này sẽ rất là hữu ích dành cho những ai mà đam mê với môn thể thao bóng chày, thì hãng sẽ phát sóng trực tiếp bằng 2 số một tuần vào mỗi tối thứ 6 các tuần. Và tiếp theo thì Apple cho ra mắt hai chiếc iPhone đã từng ra mắt rồi và nó chỉ thay màu sắc đi thôi. Đó chính là chiếc iPhone 13 và 13 Pro có tên là Green Alpha. Màu Green Alpha này thì nó sẽ hơi giống màu xanh của 11 Pro Max ngày xưa, nhưng mà nó sẽ có một chút đậm hơn. Và Apple sẽ chính thức cho chúng ta đặt cái sản phẩm này từ ngày 18 tháng 3 năm nay. Và chiếc iPhone được Apple cho ra mắt tiếp theo đó chính là chiếc iPhone SE hoàn toàn mới. Mới đây chỉ là về mặt con chip thôi, còn về thiết kế thì nó sẽ bê nguyên tất cả những cái thiết kế từ dòng SE trước đặt lên mà thôi. Và điểm đáng chú ý ở đây đó chính là con chip A15 Bionic, và nó được cao cấp nhất ở thời điểm hiện tại rồi. Và ngoài ra thì máy còn được trang bị thêm là kính, như là kính của chiếc iPhone 13 hoặc là 13 Pro Max. Nó sẽ có khả năng kháng nước và kháng bụi bẩn IP67. Với con chip A15 Bionic thì SE sẽ có những cái công nghệ khác biệt so với thế hệ cũ, như là chúng ta có thể kết nối 5G và công nghệ Deep Fusion cho camera 12 megapixel để chụp ảnh sắc nét và đem lại nhiều chi tiết hơn trong các cái điều kiện bóng tối. Sản phẩm này thì sẽ có 3 màu sắc và được bán ra thị trường vào ngày 18 tháng 3 năm 2022, và với mức giá khởi điểm là $429, người dùng có thể đặt từ ngày 11 tháng 3. Và sản phẩm tiếp theo được Apple cho ra mắt đó chính là iPad Air 5 với 5 màu sắc mới. Và tuy nhiên với về mặt ngoại hình thì cũng giống y hệt iPad Air 4 thôi, nhưng mà ngược lại với nhiều cái lời đồn đoán rằng là Apple sẽ trang bị con chip A15 Bionic lên chiếc iPad Air 5 này, thì Apple đã hào sảng hơn với con chip M1 trên iPad Pro được đặt hẳn lên iPad Air 5. Và theo Apple công bố thì con chip M1 này trên iPad 2022 nó sẽ nhanh 60% hiệu suất so với dòng cũ. Và Apple còn tuyên bố rằng là chip M1 trên iPad Air 5 này nó còn mạnh gấp đôi so với các đối thủ trên thị trường khác. Màn hình của máy thì được nâng cấp lên là Liquid Retina cho một độ sáng lên tới 500 nit và có thêm cả HDR. Dù vậy thì vẫn sẽ không có là ProMotion 120Hz đâu. Và máy thì cũng được trang bị camera trước là 12 megapixel hỗ trợ center stage cho các cuộc gọi video. Và đúng với cái tên sự kiện là Peak Performance thì Apple đã chính thức ra mắt một con chip hoàn toàn mới mang tên là chip M1 Ultra. Nó là một cái tầm cao mới của các con chip là M1 Pro hoặc là M1 Max. Và con chip mới này sẽ có hiệu năng CPU và GPU gấp đôi con chip M1 Max trên các sản phẩm MacBook Pro 2021. Và về bản chất thì con chip M1 Ultra này nó chính là hai con chip M1 Max cùng hoạt động thông qua một cái kết nối được mở rộng mà Apple đặt tên là Ultra Fusion. Và con chip M1 Max này thì nó có thể tổng số nhân là khoảng CPU là khoảng tầm 20 lõi, GPU là 464 lõi. Và Apple còn tuyên bố rằng là con chip này nó dù mạnh nhưng mà nó sử dụng lại điện lại tiết kiệm hơn đến 65% so với PC chạy chip 16 nhân. Và để chúng ta sử dụng con chip M1 Ultra này luôn thì Apple đã chính thức cho ra mắt chiếc Mac Studio. Bản chất thì nó chính là con Mac Mini cũ, nhưng mà nó sẽ được thay đổi thiết kế cho nó cao hơn một chút. Và bên trong máy thì cũng sẽ được trang bị lên đến là 2 quạt tản nhiệt, giúp chúng ta có thể hút không khí mát từ phía dưới và đẩy nhiệt ra phía sau. Và sản phẩm này thì cũng được trang bị một số các cái cổng kết nối ngoại vi, như là 2 cổng USB-C, một cổng SD ở phía trước, HDMI và USB-A, Ethernet và thêm cổng USB-C ở phía sau. Và chiếc máy này thì sẽ được trang bị 2 phiên bản, đó chính là con chip M1 Max hoặc là M1 Ultra. Với M1 Max thì sẽ có giá khởi điểm là từ 1999 USD, và phiên bản cao cấp hơn là M1 Ultra có giá khởi điểm từ 3999 USD. Đây là một cái mức giá mà mình nghĩ là cũng khá là cao so với các cái máy phổ thông thông thường. Và song song với Mac Studio thì mình nghĩ rằng là Apple còn ra mắt một cái màn hình nó còn khô máu hơn, đó chính là Studio Display. Và màn hình này thì sẽ có kích thước là 27 inch với độ phân giải là 5K, độ sáng lên tới là 600 nit, và nó sẽ có bao gồm công nghệ là cả chu tông này, cả lớp phủ chống lóa, và đi kèm với nó là hệ thống 6 loa, 4 loa trầm và 2 loa twister. Và màn hình này thì sẽ được trang bị bộ vi xử lý là A13 Bionic, được sử dụng để cung cấp cái hiệu năng camera lên tới 12 megapixel và hỗ trợ cả center stage.
Và cái trên thân máy thì sẽ được trang bị 3 cổng USB Type-C này và một cổng Thunderbolt, hỗ trợ sạc lên tới 96W cho các sản phẩm MacBook Pro. Và chiếc màn hình này thì Apple cũng đã công bố mức giá nó là $1,599, một cái mức giá mà mình nghĩ rằng khá là chát. Và với cái slogan Think Different, tức là nghĩ khác đi, thì Apple đã chính thức thay vì việc ra mắt một chiếc iMac 27 inch thì lại cho ra mắt hai sản phẩm, đó chính là chiếc màn hình rồi và chiếc Mac Studio. Và mình nghĩ rằng là cái combo này nó còn khô máu hơn hết cho những anh em nào mà đam mê công nghệ, thì đây đúng là cái chiến thuật rất là thông minh của Apple. Và trên đây là một số cái sự kiện cũng như là cái sản phẩm mà Apple cho ra mắt trong cái sự kiện Peak Performance vừa rồi mà mình muốn truyền tải đến các bạn. Và Mac One thì vẫn luôn luôn cố gắng là sẽ có những cái sản phẩm đó trên tay sớm nhất để gửi tới bài đánh giá cho các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.